Ok, chào mừng các bạn quay trở lại ở channel của Virus. Hôm nay là buổi sáng, tớ vừa ngủ dậy. Đâm mà giọng nó cứ ồm 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 ấy. Hey, chúng ta cùng xem ngừng phán xét của NTN, mọi người yêu cầu quá trời. Đây cũng là một, mình cũng hơi bất ngờ. Vì Nam lại là người ra nhạc, một YouTuber. Rất thú vị, sẽ hay thử nào. Nghe nói là bài rap. Ai à? Ông là ông có cái phong cách cái vũ, quần áo mặc rất là tại riêng cái lúc nào nhìn là biết đâu ấy. Ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Gánh ghép cho những thành công mà tao có là lộc cuốn theo từng cuộc không may mắn bao cái đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao rõ được bao nhiêu khi vừa góp phiếu bao siêu. Stop it boy. Khởi đầu chặng đường khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Lily nghe lại cái hết cả hồn á, mẹ cái giọng mà buồn cười quá. Hay là tại mình hay xem mấy cái video của ông ấy nhỉ, hay của Nam nhỉ, giọng nó nghe buồn cười quá, giọng nó nghe, nghe cứ nghe kiểu nó cao ấy, nó bè bè với là nó chua chua kiểu như là không bao giờ mình nghĩ là NTN nó sẽ rap, mà mình chỉ nghĩ là nghĩ ông ấy nó kiểu nó làm về vlog mà hài thử thách nhiều quá rồi, lúc mà cậu ấy rap làm mình kiểu như hơi sốc hơi bất ngờ buồn cười đó. Giọng buồn cười bất ngờ đó. Lại không? Kịch phong cách cái mũ không được lệch lạc đâu, chưa tập trung hết hồn. Ok, let's go. Phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Gánh ghép cho những thành công mà tao có là lộc cuốn theo nhìn từng mặt hài vãi lìn. Đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao rõ được bao nhiêu khi vừa góp phiếu bao siêu. Stop it boy. Ok 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 khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Ok. Sao hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói nói là ghê 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 nghe này giọng chua quá. À kinh 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 à kinh kinh đâu là chuyện của ghệ mà say nắng cái mặt này. Đường thành công không chân kẻ lười biếng đời trên okay. Tao học tao có được thành công kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bâu tao im lặng gửi khi kẻ một túi tiền chất đấu. À, chơi tiếng Anh luôn ạ. Vươn lên thành thương hiệu YouTuber nhưng kẻ lo tao trẻ trâu ô chắc nghĩ tao ngu lắm cơ cũng may là vẫn còn đó số đông các fan của NTN họ yêu quý tôi like support phiền các bạn bớt ghen đi men tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng thị phi có nghĩa biết thì nhân sân biết làm rồi bạn được biết là được hợp với em đi em. Kinh. Ghê ghê. Nhìn ông làm clip âm nhạc thế hài. Mặt ok. Đi lại. Let's go. Tao không thích khoe khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati thành công thể hiện bằng giá trị. Mỗi ngày khi tao thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt hơn. Ta không thể sống hài lòng tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích núp như cách gạt ra luôn. Hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được like. Nên phán xét. Bài nhạc tao viết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại, bằng cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là cách mình vươn vai. Đừng để thất bại của ngày hôm nay đẩy cuộc đời bạn sống trôi nổi. Không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trông mắt mà coi tôi. Để tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Biến tao thành thì gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì kinh, kinh. Có biến tao thức thành trắng, gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để NTN trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mặc trời rồng gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có sống ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Nhưng vẫn tự hào về một thứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kì. Mày nhìn cái đoạn tối tối cứ nhớ là clip mà thử thách 24 giờ ở nghĩa địa của ông. Được, cái biết là của Smith làm được rồi. Đúng hoàn cảnh, đúng người, hợp lý. Đừng bao giờ ganh ghét người khác khi bạn không bằng họ. Nghị lực là khi bạn cố sống tốt và trân trọng nỗ lực từ nó. Và tôi làm bài nhạc này còn để gửi đến những fan của NTN. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi yêu các bạn. Ok, trước khi kết thúc cái MV này là hy vọng tất cả các bạn đang xem MV của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ cầy view tôi nhé. Đây là cái MV đầu tay nên là có thể có rất là nhiều những cái sai sót cũng như là không ok cho lắm. Nhưng mà không sao, hy vọng là tất cả các bạn ủng hộ và các bạn đừng quên tải Roy of the King về để chiến với lại NTN. Quảng cáo. Ok, thú vị ha. Mình sẽ nhận xét cái bài hát này trên mình sẽ nói cảm xúc của mình mấy bài hát này trên cái phương diện đó là đây là một kênh của prank, của thử thách, challenge và là một YouTuber thôi. NTN thì không phải là một rapper. Nên cái một cái voice hay những cái cấu trúc về âm về 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 rap hay là về giọng hay là về ca từ, sự rõ ràng thì mình sẽ không nói quá nhiều. Đầu tiên là mình các bạn thấy là không biết các bạn giống mình không, thì cậu này không biết là do mình xem nhiều video cậu này không, nhưng mà anh này thì kém tuổi mình cũng không sao, gọi ông cũng được, ông tôi cũng được, không sao, là cái mặt cậu rất là hài. Các bạn có thấy là dù các bạn diễn ở trước cái ống kính là streamer hay YouTuber thì các bạn đã tự nhiên với đam mê của mình, nhưng khi đóng một cái MV ca nhạc thực sự là các bạn cần phải có năng khiếu hay là một cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần trước. Cậu ấy đóng một cái clip ca nhạc của mặt cậu hài vãi cái Khi mày không sống cuộc đời này. Đấy. Đừng gán ghép cái mặt, đúng cái mặt biểu tượng của ông luôn. Đúng mặt biểu tượng luôn. Cái đoạn này đầu tiên vào nhìn nhịp hơi hơi lơi hơi lệch tí á. Đây. Định phá set. Hơi vội, hơi cúc vội. Đây. Ngừng phá set. Đây. Khi mày không sống cuộc đời tao. Cho những thành công mà tao có. Ở cái giọng ấy. Cả những cái động tác là những cái tipping nhỏ lẻ dành cho cái MV thì thường ca sĩ sẽ một là tự cảm nhận, hai là phải học, ba là sẽ phải tập. Thì NTN vì là không có làm âm nhạc nhiều nên cái động tác nó cũng không được tự nhiên. Đấy là những cái mình thấy thôi. Nhưng mà mình rất ủng hộ về MV đầu tay. Là họ có những cái đam, họ ngoài cái công việc chính của họ họ có những cái đam mê thì có thể rap sẽ là một cái đam mê của NTN. Nếu ai mà biết ông Nam này thì ông ấy rất là ghét mấy người đầu đầu tiên re-up này. Thứ hai là comment chửi ông ấy. Thứ ba là nhận xét những cái tính tiêu cực, thì mình thấy cậu ấy hay lên status nói với những cái vấn đề đấy. Thì về cơ bản nhưng chúng ta không thể phủ nhận anh là người rất là trẻ kém tuổi mình mà rất là thành công, mình rất là ngưỡng mộ, rất là thành công luôn, cực kỳ thành công, không thể chê, không được có một cái gì phủ nhận cái chuyện đấy cả. Quá là thành công những cái MV về thử thách prank và cậu những cái mà cậu dám nghĩ dám làm là mình đã phục rồi, chứ vào mình chịu đấy. 24 giờ nghĩa địa mình cũng vãi đái rồi, mình chịu. Cậu là cậu ngủ vãi nghĩa địa luôn, kinh vãi. Thì đây là cậu ấy rất là những cái là những cái không thể phủ nhận được, cậu ấy rất là tài năng, rất thông minh. Còn về bài nhạc thì đây đúng là cái tinh thần mà cậu ấy muốn làm thì mình ủng hộ cậu ấy, bởi vì trước đây cậu hình như mình lúc nào cũng lên status về mấy chuyện mấy người re-up, mấy người comment chửi tiêu cực xàm xàm gì đây gì đây. Thì mỗi một người có một cái target, người xem riêng, mỗi một người có một cái một channel đều có một cái chủ ích riêng, một cái ý nghĩa riêng. Thì cái bài hát này cũng là cái bài hát mà cậu ấy đã dồn hết tâm huyết và cái lời mình viết cũng khá là thú vị. Cái beat này Smith làm được. À, các bạn thì cái động tác của trông rất là cute, trông rất là không, bớt độ gắt người hài rồi. Đây. Tay cậu chứ. Hài xem đẹp, ôi sao mình xem là mình thấy hài không thấy ngầu lắm, thấy hài không? Đọc vần, cái một vài đoạn không rõ nhưng mà được. YouTuber mà rap này là rất được rồi. Và một số từ R ấy, cậu đọc rất là mày tỏ rõ được bao nhiêu khi chẳng được cái siêu. Stop it boy. Stop it boy. Khởi đầu chẳng được khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Sao hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói nói là rapper nhưng tao không bỏ cuộc. Làm nhân viên đưa thư thành công như điện tử. Sau đó là thợ sắp giảm ước mơ mình từ biên đời muốn giết NTN thì nó tặng mày vô chia nghe này. Ngoài đó có những thứ anh mới của đời tôi. Kì. Có cô anh trai cảnh ngồi khóc cũng vậy thôi. Cái mặt mỉm cười quá. Cái bóng cá tô đang bô bô để cái đắng thì chỉ cần live stream là con game thể nào.
tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng. Rất ngã nghiêng. Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Bật cậu hài vậy á. Có được thành công, kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bông. Được, được, mình ủng hộ với cái việc này. Đầu tiên nó có thể là bài rap này dành cho fans của NTN. Thứ hai đó là một sản phẩm khác khác đi để mọi người đỡ nhàm và những cái thử thách. Thì mình ủng hộ cái chỗ này và chờ xem những cái video, official music video khác của NTN. Dám nghĩ, dám làm nó là một cái thành công lắm rồi. Và làm tốt nó là làm một chút khác. Nhưng trước hết mình cực kỳ ủng hộ sự dám nghĩ, dám làm. Không nói về cái chuyện mà đây sẽ là sản phẩm của một người rap và chuyên nghiệp thì mình không nói. Nhưng mà cùng một YouTuber thì mình rất là ủng hộ, thực sự như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể xem ngừng phán xét của NTN. Về MV thì vì nó cũng không có nhiều hoạt cảnh lắm. Một là ngoài trời, hai đó là cậu đi xe ba bánh, ba là cậu ngồi nhà, mục đích chủ yếu là cậu quảng cáo cái game này. Mình cũng nói thẳng để các bạn ủng hộ cái MV cậu ấy. Thứ ba đó là mình thấy là các fan của bạn ấy ủng hộ rất là tốt. Cái phong cách không lệch lạc đâu, với cái mũ, với cái mặt miêu tả, lúc nào cũng cái mũ này là cái mặt miêu tả luôn. Đây, lúc cậu trang điểm mặt mũ này mà cậu biểu hiện buồn cười rồi. Cả ý cứ thế mà gạt ra. Gạt ra. Cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò pháp gì. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được like. Nên phán xét. Khi mày không sống cuộc đời tao, đừng cãi ghép. Cho những thành công mà tao cố là lúc cuốn theo từ cũ. Cũng may mắn bao cái đắng mà tao gánh nút nước mắt từng chặng đường đang chẳng đứng. Em đi em hôm nay. Tao đó được bao nhiêu khi vừa bao phim bao siêu. Kinh, kinh, kinh. Hơi được, nói chung rất được. Về cơ bản thì có một vài cảnh hơi thiếu sáng này. Và một cái cảnh, hoàn cảnh nó hơi nghèo nàn để nói lên cái sự ngầu. Nhưng mà cái sự đầu tư này rất là rất thú vị rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi phần reaction của Virus với người phán xét của NTN. Đây là bài hát mà có lẽ rằng là xét được một cương vị bạn bè hay là một cái cương vị những người làm YouTuber thì mình rất là ủng hộ. Dám nghĩ, dám làm rất là tốt. Còn mình thì cũng không dám làm, thật sự mình chưa có ý định mình làm một MV. Nhưng mà MV đã NTN nó dám làm như là ok. Còn xét về chuyên nghiệp thì chắc là thôi, không cần. Bởi vì là đây không phải là một rapper, không phải là một người thuộc ấy. Đôi khi có những cái video nó lập mục đích ra phần lớn của cái video là dành cái sự giải trí, dành sự thỏa mãn. Thế là được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này. Và đừng quên bỏ lại một like và một comment cho NTN và cả của mình nữa nha. Like luôn này. Ai vãi cả nồi luôn thế. Nhìn mà lòng hai vãi là không lệch đi, lệch đi được. Ủa okay. Cậu này cậu luôn luôn là cậu post status ở trên Facebook cá nhân của cậu ấy về mà cái vấn đề re-up các thứ tắt chín tắt thành rồi. Được ghê, được. Cảm ơn bạn rất nhiều. Sáng sớm nghe này hài hài ghê.